Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn với các bạn về sản phẩm máy cắt cỏ Honda GX35, dòng máy cắt cỏ nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngay trên thùng của máy sẽ hiển thị cho các bạn thấy là dòng chữ Make in Thái Lan, để tránh sự nhầm lẫn và hàng nhái, hàng mác. Các bạn có thể nhìn thấy ha. Đây là thùng cần của máy. Còn đây là thùng động cơ của máy, có in hiệu Honda GX35. Và đây là thông số nhãn phụ của nhà máy. Bốn mặt đều như thế nha các bạn. GX35 Honda Make in Thái Lan. Và để các bạn đợi lâu, bây giờ tôi sẽ tháo thùng của cần và thùng của máy ra và hướng dẫn các bạn lắp đặt và sử dụng. Phụ kiện đi kèm theo máy là một bộ dây đeo máy cắt cỏ. Trên dây đeo có ghi lập nổi chữ Honda nha các bạn. Một tấm chắn đá rác. Một lưới cắt cỏ đi theo máy. Hai cần cắt cỏ. Hai tay cầm cắt cỏ. Một túi phụ kiện. Một cần để đeo dây. Một bình đựng nguyên liệu. Và cuối cùng là một thân máy chính. Bây giờ tôi sẽ tháo cái động cơ của máy. Đi kèm theo động cơ của máy là sách hướng dẫn sử dụng. Và cuối cùng là một thân máy chính. Đây là động cơ Honda GX35 nhập nguyên chiếc từ Thái Lan nha các bạn. Để tôi mang lại gần cho các bạn xem. Trên trục giật có thể hiện chữ Honda GX35 Make in Thái Lan. Máy rất sắc sảo nha các bạn. Và đặc biệt là trên nóc máy có giật nổi chữ Honda GX35. Các bạn xem kỹ. Giật nổi Honda GX35. Túi phụ kiện đi theo máy sẽ bao gồm chụp mở buji, khóa mở ốc, bộ lục giác 6 và 4 để vặn ốc, 4 ốc lục giác dài để nối thân máy và động cơ. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp thân máy và động cơ. Khi chúng ta có một mình thì chúng ta sẽ dựng ngửa cái động cơ lên và chúng ta dựng đứng cần lên để bắt cho nó dễ thao tác. Khi chúng ta bắt, chúng ta lưu ý là cái cần dọc ở trên cần sẽ nằm đối diện với lại sẽ nằm thẳng lên so với lại đầu của động cơ. Chúng ta dùng tay để bắt ốc.
chúng ta dùng tay để vặn chắc bốn con ốc này lại. Sau đó dùng giác để siết chặt. Chúng ta sẽ siết chặt hai ốc chéo nhau để cho nó đều nha các bạn. Sau khi nắp cần xong, chúng ta sẽ bắt cái giá để treo dây. Chúng ta dùng chìa khóa 10 để siết chặt hai con ốc này. Sau khi đắp dây xong thì bây giờ chúng ta sẽ lắp hai tay cầm. Sau khi lắp xong giá đeo dây cắt cỏ, bây giờ chúng ta sẽ lắp hai tay cầm. Đây là tay cầm có ga, thường nếu các bạn thuộc tay phải thì các bạn sẽ lắp bên tay phải, nếu các bạn thuộc tay trái thì các bạn sẽ lắp bên trái. Và bây giờ mình sẽ lắp mẫu cho bạn ở bên tay phải các bạn nhé. Các bạn tháo lỏng bốn con ốc này ra. Các bạn đút tay cầm vào. Sau khi đút xong các bạn xiết lại. Các bạn xiết chắc bằng tay bạn trước, sau đó các bạn dùng lục giác các bạn xiết lại. Sau khi lắp tay cầm xong thì chúng ta bắt đầu lắp đến dây ga. Dây ga thì các bạn bóc hai cái e này, các bạn mở cái gió này ra thì các bạn lắp cho dễ. Các bạn tháo rồi hai cái khớp ốc này ra. Rồi các bạn lắp vào dây ga. Rồi các bạn lắp dây điều khiển điện vào. Dây đỏ là dây dương, còn dây đen là dây mát. Sau khi lắp xong dây điện thì bây giờ chúng ta sẽ lắp đến lưỡi cắt cỏ và máng chắn cắt cỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp lưỡi cắt cỏ. Chúng ta vặn ốc ra. Các bạn nhớ là ốc của đầu máy cắt cỏ là vặn theo ngược theo chiều kim đồng hồ. Khi nào vặn vào và vặn xuôi theo chiều kim đồng hồ thì mở ra nhé các bạn. Tại vì như thế khi chúng ta sử dụng lưỡi cắt cỏ thì sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ, càng quay thì cái ốc sẽ càng siết chắc lại, sẽ không bị tuột ốc ra, rất an toàn. Đây gọi là ren ngược. Cái miếng này là miếng úp vào để chắn, để tránh bị cuốn cỏ nha các bạn. Sau khi chúng ta vặn lưỡi chắc bằng tay, chúng ta sẽ xoay đường lưỡi. Các bạn để ý trên này có một cái lỗ và bên trong cũng sẽ có một lỗ. Khi là chúng ta xoay hai cái lỗ nó trùng khớp với nhau, chúng ta dừng lại. Khi chúng ta đút chốt vào xong, chúng ta sẽ dùng chụp bút ri để siết chắc lưỡi lại. Sau khi siết chắc lưỡi xong thì chúng ta sẽ lắp đến chắn đá, chắn cắt cỏ, chắn đất, bùn, bám vào người.
xuống. Chúng sẽ đắp khoảng cách chắn là từ lưỡi lên khoảng chừng 25 phân nha các bạn, là vừa nó sẽ không bắn mọi thứ vào người mình. À, chúng ta đã lắp hoàn tất xong cái máy cắt cỏ các bạn. Đây là dây đeo thì chúng ta chỉ được đeo lên người và móc cái dây đeo vào và đeo lên và phát. Đây là hình ảnh của chiếc máy cắt cỏ mà tôi đã lắp xong. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn về cái cách cho nguyên liệu và khởi động. Bây giờ tôi sẽ đi vào từng chi tiết của máy để các bạn có thể nắm rõ được cơ bản. Nhất là máy cắt cỏ động cơ Honda với 3 năm nhập nguyên chiếc từ Thái Lan thì trên nước máy sẽ dập nổ như vừa nãy tôi đã soi qua cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ dọi lại để các bạn để nhìn kỹ lại hơn. Đây như các bạn nha, động cơ Honda GX35 dập nổ. Sử dụng bình nguyên liệu xăng 1 lít. Hệ thống dập nổ. Trên chụp giật cũng có ghi Honda Made in Thái Lan nha các bạn. Và dòng này là nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về thì trên cần máy cũng sẽ có dập nổ Honda nha các bạn. Đây là chụp của cần máy. Có chữ Honda nha các bạn. Trên cùng của máy cũng có chữ Honda nha các bạn. Trên cần máy cũng ghi là Made in Thái Lan Oshima Honda TGX35. Đây là trục chắn của máy. Đây là lưỡi. Khi chúng ta lắp xong thì chúng ta sẽ châm nguyên liệu xăng vào đây, các bạn mở nắp ra, các bạn châm đầy xăng vào. Đây là dòng máy động cơ 4 thì nên là xăng riêng nhất riêng như bạn, các bạn giống như xe máy á, các bạn châm đầy xăng vào đây. Còn đây là bình nhớt, các bạn sẽ châm đầy nhớt vào đây, các bạn mở nắp này ra. Trên này có tăm nhớt thì các bạn sẽ châm cho tôi là 2/3 nhớt đến đây. Sau đó các bạn nắp lại. Sau khi xăng đủ, nhớt đủ, dòng máy mới thì chúng ta sẽ có một cái vú bơm ở đây. Chúng ta sẽ ấn tay vào khoảng 5-7 phát thì xăng sẽ bơm đầy từ dưới lên và đầy hai cái ống này. Khi chúng ta nhìn đầy cái ống này và xăng đầy vào cái vú bơm này thì chúng ta sẽ dừng lại. Sau đó chúng ta sẽ bật công tắc ở cần máy lên. Sau đó chúng ta sẽ kéo e. Còn khi mà chúng ta khởi động chúng ta sẽ đóng e lại, nó sẽ nổ. Chúng ta sẽ giật khoảng 2 cái đến 3 cái máy sẽ nổ. Sau khi máy nổ chúng ta sẽ mở e ra bình thường và chúng ta ga lên phát bình thường nha các bạn. Nhớt này thì chúng ta sử dụng lần đầu tiên thì trong vòng khoảng chừng 60 tiếng sử dụng chúng ta sẽ thay nhớt ra và châm nhớt mới. Nếu lần sau chúng ta sử dụng trung bình khoảng tầm 1 tháng, nếu mà sử dụng liên tục thì khoảng 1 tháng chúng ta sẽ thay nhớt một lần cho động cơ 4 thì này. Thì máy sẽ hoạt động bền bỉ và tốt hơn. Sau khi chúng ta sử dụng một thời gian lâu mà máy giật khó nổ thì chúng ta sẽ tháo con ốc này ra nha các bạn. Ở bên trong có chục bơ ri
chúng ta sẽ tháo bụi ra kiểm tra xem là bụi có bị muỗi không. Nếu bị muỗi bám vào, chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ đi và chúng ta lắp lại thì chúng ta khởi động máy sẽ dễ nổ hơn. Vâng, và tôi vừa chia sẻ cho các bạn về cái dòng máy cắt cỏ Honda GX35 nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về, từ giới thiệu về sản phẩm, khui thùng và lắp ráp và cách hướng dẫn sử dụng cơ bản của máy. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.